Nhiều địa phương trên cả nước đã bắt đầu bước vào mùa khô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ tại các khu dân sinh, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung mật độ dân cư đông đúc, điều kiện về phòng cháy chữa cháy còn nhiều hạn chế, dẫn đến rất dễ xảy ra cháy nổ, có thể gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Chính vì vậy, công tác phòng chống cháy nổ cần được các địa phương quan tâm, đồng thời nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ cho người dân là hết sức cần thiết. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra thông báo khuyến cáo người dân ngoài việc sử dụng an toàn thiết bị điện cần nâng cao ý thức không đốt rác vàng mã sang chiết ga trái phép, yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác phòng ngừa cháy nổ cũng như ý thức trách nhiệm vì cộng đồng. Trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 112 vụ cháy nổ, tổng thiệt hại khoảng 3,6 tỷ đồng. Nguyên nhân các vụ cháy nổ là do nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng cao.